Theo thống kê của Tổng cục Thuế, số lượng xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện đăng ký nộp lệ phí trước bạ trong ngày 1 tháng 12 đã đạt mức 11.286 xe ô tô, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11 năm 2021. Vừa qua, Chính phủ đã cho phép giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, remote hoặc semi-remote được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Việc giảm lệ phí trước bạ sẽ làm giảm đáng kể chi phí lăn bánh một chiếc xe ô tô mới được lắp ráp trong nước. Ngay ngày đầu chính sách này được áp dụng, các cục thuế địa phương đã phản ánh hiện tượng lượng người đến đăng ký nộp lệ phí trước bạ mới tăng đột biến, gấp gần 10 lần so với những ngày cuối tháng 11. Để giảm thời gian làm thủ tục và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và tránh ùn tắc, Tổng cục Thuế đang đề nghị các tổ chức cá nhân, người dân, doanh nghiệp sau khi khai lệ phí trước bạ và nhận thông báo số tiền lệ phí trước bạ phải nộp thì thanh toán điện tử tiền lệ phí trước bạ bằng mã hồ sơ trên thông báo hoặc tin nhắn của cơ quan thuế qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán như Internet Banking, Mobile Banking của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế. Riêng đối với Cục Thuế Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện khai trực tuyến, người nộp thuế lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để khai điện tử, tờ khai lệ phí trước bạ.